năm đã quay lại với channel của mình. Phạm nhân xuyên không cổ đồ là bất hủ phạm nhân đó. Anh em yêu thích thì nhớ like, đăng ký kênh thôi nhớ tình nhé. Tập 1. Vương tự phóng khoáng, hồn xuyên cổ đồ, kỳ ngộ siêu phàm muốn chặn cũng không chặn nổi. Đây sẽ giáng xuống từ đây. Nà nị, vì đất lại có thêm một tên đần độ ngỡ ngơ nhìn bốn đời do cháy nước miếng ư. Thiệt là lão xét. Chết đi, người hãy ăn cướp đi. Đây là mình chuyên không của chúng ta. Ây da, ngực đau quá. Nhược nhân, đừng mà, đừng mà. Ôi, tim của ta đau quá, tim của ta. Đại vương đã tính rồi. Đại vương lại nói lên tin cái gì rồi. Đại vương mau tỉnh lại, đại vương. Hả? Âm thanh gì vậy? Đại vương mở mắt rồi. Không lẽ giống với giấc mơ trước đây ư? Đại vương đã tỉnh rồi, mau phát kẹo cho chúng thần đi. Ôi, tiền ngốc, không đúng, à, đại vương tỉnh rồi. Hả hả, cái này không giống với trong mơ. Mau tìm Yên Nhi tỷ tỷ qua đây. Hả, à, ăn cái người lại thế. Ôi, có kẹo rồi. Ừ? Mày không phải đã chết rồi sao? Đã bị nhược nhận, nhẫn tâm. Ây da, cái cảm giác, cái mùi hương này, ấy rõ ràng là... Ủa, vương thượng, hứ, vách, nghe đã tính rồi, tốt quá rồi. Mới chuyện không đã số nhỏ như vậy rồi. Đây là vừa sướng lại vừa khổ. Người, cái tên nhà đầu nhà ngươi là ai thế? Hả? À, vương thượng tha tội, ngài không nhận ra rô tì sao? À, ta biết người tiểu cô nương. À, đúng thế, ta là Yên Nhi, thì nữ của ngài, ngài không nhớ ta sao? Ui, chưa bao giờ chú nhân lại gần như vậy, càng tặng quá đi. À, cái đó vì con đường này, có phải là người nhận nhầm a à, người rồi không? Ta tên là Mạc Vô. Ui mẹ ơi, mình đang mặc cái gì thế này đóng phim ư? Xung quanh đều là diễn viên quần chúng. Ở đâu mình hỗn loạn quá. Dạ, chuyện gì? Ây dạ, có rất nhiều mảnh ghép ký ức xuất hiện trong đầu. Chú nhân trước đây của cơ thể này tên là Mạc Tinh Hà, vốn là vương tử của Bắc Trần quần quốc. Con đường tương lai rộng mở, nhưng sự đời lại khó lường. Dưới sự hãm hại của kẻ gian, Tông Ma Thị đã bị ép nhà tan cửa nát. Vị trí quận quốc lệnh chủ cũng đã rơi vào tay của người khác. Ma Tinh Hà tới trẻ là vì gia tộc mà chỉ đồn chỉ đáo, nhưng cuối cùng không có thành quả gì, rơi vào điên loạn. Cho đến khi linh hồn của mình nhập vào cơ thể này, người duy nhất không rời bỏ thì chỉ có Dương Tượng. À, người sống sao chứ Dương Tượng? Chúng ta đã bãi giá hội cung được không? Nó tì là món khỏi nướng cho ngài ngon lắm đó. Yên Nhi, mời tất cả trở thành kẻ điền. Nếu còn phải Yên Nhi thì có thể mà tình... À còn đúng, có thể là mình đã chết rồi. Yên Nhi, chúng ta về nhà thôi. À vương, vương thượng à, ngài nhớ ra tên nó tì rồi sao? À đúng thế, thế còn nhiều thứ vẫn chưa nhớ ra, nhưng vẫn nhớ Yên Nhi. Tốt quá rồi, ngài đã bắt đầu ô vực trí nhớ rồi. À đúng thế, Yên Nhi à, đừng có khóc nữa. Ôi trời, vẫn còn dính. Yên Nhi, chúng ta mau về nhà, ta giúp người tắm rửa. Hả? À, nô tỳ vẫn chưa bị chuẩn bị tâm lý. Người nghĩ đèn tối quá rồi đó. Yên Nhi, ta bệnh bao lâu rồi? Rất là lâu rồi. Tất cả mọi người đã bỏ đi, chỉ có một Yên Nhi thôi. Những đứa trẻ kia trước đây đều làm gì thế? Còn nữa, đừng có gọi ta là vương thượng nữa, gọi tên ta đi. À, được thôi vương thượng, à, bọn họ tới lên triều, à, vương thượng thấy cái gì à, làm cái đó. Chúng ta không nhắc tới vương thượng nữa, chỉ thì gọi thiếu gia là được chứ. Người phụ nữ đó lại tới rồi. Sao thế nhỉ? À, cái đồ nịnh hót. Ai cơ? Thì dạ, chúng ta đi đường vòng thôi. Mật, người con trách ta không? Thiếu gia, ngài sao thế? Làm sao có thể? Thực ra ta nhược nhấn. Hả? Người nói cái gì thế? Tại sao em lờ đi nhược nhấn? Sao lại có người giống như thế chứ? Nhược nhấn lấy nào mới cũng. Hả? Quên nói cái gì vậy? Mới có biết là người ta ý nhất là mùi không? Tại sao mùi lại? Mỗi chỉ con nói với ta có thể đưa mùi cách đột phố.
phối phương thuốc khai mạch tại sao? Ui, không có tiếng gì hết. Thiếu gia nghe nhầm rồi. Hả? Yên nhi. À, bụng của mười đói rồi sao? À, không có đâu. Yên nhi mới ăn tối qua. Này mà tính hạ người, mị nữ à, vừa rồi xin lỗi nha. Yên nhi cho tao về nhà ăn thôi. Ừ. Hoa nửa không màu, khắc tàn vẫn phai tàn. Chẳng đợi cành không gỉ không hoa. Có điều không phải cụ rồi mị nữ à. Bị gái dính trên người nhì nhì mới là đáng trân trọng. Nhà chúng ta đầu chúng ta quên mất rồi. Trong đó có bao nhiêu nô tỳ với người hầu vậy? Thiếu gia đừng có nằm mơ nữa. Chỉ có mỗi mình Y Nhi thôi. Mà tính hạ cái đồ đầu gỗ. Y Nhi à, còn sao trong bụng mũi ồn qua đây? Vậy thì sau khi thiếu gia nhìn thấy Vân Đại Tiểu Thư, hai mắt cũng có sáng cờ. Vân Đại Tiểu Thư, hình như ta hơi nhớ cái tên này. Mình với cô ta rất thường sao? Cô ấy vốn là ông thầy của thiếu gia, sau này là một số chuyện, chuyện hôn sự bị nhà hủy bỏ rồi. Nói đến chúng thì cũng vẫn là vì thiếu gia mất đi vương vị. Thiếu gia đừng có đau lòng. Đau lòng? À, trước kia anh ta thích cô ta lắm hả? Chủ yếu là vì hủy hôn sự thôi, vậy nên Y Nhi không thích cô ấy. Thế à, sao? Hôn nhân tự do mà, dù sao thì cũng không phải là vương tự nơi gì nữa. Giữ con cách với cô ta là được rồi. Cà gặp nhiều sóng gió rồi. Hả? Cái mùi này. Ôi tôm quá, mình đuối quá. Ở đường nhiên sáng nay thiếu gia vẫn chưa ăn gì mà tôm quá đi. Bà nhiều quá. Đi. Đúng 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 đúng, bốn công tử vừa ý, vừa ý. Úi, giờ nay mà vẫn còn quý nghèo xem người ta ăn cơm, thật là tức chết mà. Tập 2. Chúng ta nhìn không muốn mất món nào, đúng là keo kiệt mà. Thiếu gia ngồi nghỉ đi. Yên Nhi xuống bếp. Bất cách giờ sau. À, tôi nói nè Yên Nhi à, chúng ta ăn kiểu có học qua. Thiếu gia cũng không sợ ăn nhiều, đồ uống nhiều đâu. À, Yên Nhi, Yên Nhi cũng muốn ăn nhiều, uống nhiều. Trong nhà còn đồ ăn không? À, còn chút rầu chú nhà núi thì cho chúng ta một quả trứng gà để hôm qua. Hôm nay. Nhưng vẫn chưa. Ok, để cho ta. Đã xong. Thiếu gia cũng biết nấu cơm ư? Ôi thơm quá. Đương nhiên rồi, một đĩa thức ăn nhỏ đấy. Nhưng không thể tiếp tục như vậy. Vấn đề còn giải quyết trước mắt là tiền. Không có tiền thật sự không làm được gì cả. Hả? Ai thế? Vậy? Này này này, làm cái gì thế? Thiếu gia, cưới nhà chúng ta. Cái cửa nát mới đó đã sống rồi, hỏng rồi. Rơi rách nát này, như cái ổ chuột vậy. À, vậy ngại quá, nhà chúng ta nát như vậy rồi. Đã ghét bỏ thì đừng có tới. Ta đến đây là đã chọn người mặt mũi rồi. Còn tướng mình là hoàng tử à. Ngoan ngoãn đi theo ta một chuyện. Ta không đi đấy thì sao? Đã ghét bụng đối toàn thân vô lực. Thiếu gia, đúng là không biết cô giảng. Lẽ nào muốn ông đi? À, nhỏ xíu, thử xem. Ta chỉ được thôi. Mong mà công tử đừng trách. Tiểu thư nhà ta mời ngài đến phố một chuyến. Mong mà công tử nỡ mặt đi theo ta. Tiểu thư, ai thế? À, công tử đi thì ta là biết ngay. Mà ngươi là ai? Lỡ mà ta đi bán vậy thì Y Nhi phải làm sao? Ôi, sâu hơn cả bốn quán già, quý mới biết người. À, tiểu thư nhà chúng ta kinh doanh bình thường, mà công tử không cần lo lắng. Được, được rồi ta đi. Nhưng mà nhà chúng ta cửa làm từ tôm hộp bản lù nằm, giá không rẻ, ngươi phải đền tiền. Trường à bác, nghe có vị cao cấp à? Tiểu gia. Tạm được. Khi phái hôm biệt viện của bổn công chúa. À ha, mà công tử chết cười rồi. Vân phủ nhà của Văn Mạc Châu, đi vào chắc không lành ít gì nhiều chưa? Tên dưới cửa cũng còn ghi tốt quá. Nếu đã đến ấy thì từ đầu. À, sao không có ai thế?
mà con thử về một chút. Sao chủ nhận con đến muộn hơn cả khách thế? Nè, chủ nhận vừa đến đã ngồi bờ bấy, có hiểu quy củ hay không hả? Thật là ngại quá. Sao lại một thói một tên xin đôi nữa rồi? Thật không hiểu tiểu thư thích người ở điểm nào nữa. Sống trong cái căn nhà gỗ một bốn bức tường, sao mà sống với tiểu thư chứ? Nè nè nè, tìm ta đến để công kích tập thể hả? Trước giờ mất già vẫn được tính là phú quý, mà bây giờ ấy hả? Chẳng còn gia sản cùng núi, còn mang thêm một nha đầu kéo chân nữa. Có chuyện gì thế? Lại thập mất thêm một tên, đủ bảy chú lùng rồi. Úi chà, ngon. Có thể bỏ tiền ra không? Được. Tên quỷ nghèo này lại dám động vào tiểu thư. Bảy thân, xem ta cắt chết cái đầu ngươi đi. Gâu. Đâu rồi, không được vô lễ. Bọn ta đã hạ tất lễ môn thì tự tử tội. Ngươi hiểu lầm ai thì xin lỗi người đó. Nói với ta làm cái gì? Còn có mối xin lỗi mà công tử. Vâng. Bọn tiêu nhận xì xét công kỹ mong công tử thứ tội. Bà đi, cũng không phải là chuyện lớn gì. Vâng, mà chầu đang giúp mình à? Khuôn mặt này quả nhiên cảm giác kỳ kỳ. Tên Hà nào? Sao chúng ta đôi chỗ nói chuyện chưa? Cảm ơn. Xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Sau này quên cái gì định gì không? Không sao, ta phải đi tìm việc mới được. Nếu đã vậy, sử nhà ta vừa hay có một chỗ trống. Tên Hà, quên cũng muốn thử không? Không cần đâu, không cần đại tiểu thư lo lắng. Lại giúp mình nữa, có chút không hợp lý à? Tên Hà, quên trước kia không hề giống như thế này. Trước kia là trước kia, còn bây giờ là bây giờ. Mạc gia đã lùi bại rồi, sau này đừng có gọi ta là Mạc Tên Hà nữa. Từ nay về sau trở đi, ta là Mạc Vô Kỵ. Ta sử dụng chính bản tên này để đạt được tất cả những gì mình muốn. Không phải là ta bố thí cho huynh, ta chỉ là... Chỉ cần huynh cầm cây này, mỗi sướng trong chợ đều không dám từ chối huynh. Con biết dùng hay không thì tùy huynh, ta không có quyền can thiệp. Đã hiểu, cảm ơn cô, ta nhận. Cô... Lấy nào cô nâng này... Tên Hà, có không vô kỵ. Ta muốn nói... Tiếng gì vậy? Ôi, tiểu thư! Tiểu thư à, có một vị cô nương đến bái phỏng, nói là muốn gặp Mạc công tử ngài xem. Mời đâu á, mà tên họ Mạc gặp phải cầu thủ nhà đầu này đã vội mua nói là muốn đến rồi. Sợ là y nhì. Không còn sớm nữa, quýnh về đi. Tiểu già ngài cũng sao chứ, ta lo cho ngài quá đi. Tiểu già còn vậy, vẫn tốt đi thôi, nào chứ ta về nhà. Y nhì à, sao nào? Ông ấy sao căng thẳng thế? Đương nhiên rồi, vàng già rất bội bạc với chúng ta. Lỡ thiếu gia chịu thiệt trong đó thì phải làm sao bây giờ? Thiếu gia nhà muội là một đại nhân thiệt sao được chứ? Ta còn nên ăn ké cơm rồi mang đồ ngon về cho muội đó. Ai nói thiếu gia công thiệt bằng tiểu thư đó đi ngã người thì sao? Hả? Đi ngã? Đúng ha, chúng ta là cô nàng quả nữ. Nhưng mà bà con châu cũng không cưỡng ép ta được. Cưỡng ép? Cũng đúng ha. Giống như thế này nè. Vô kỳ à, nghe theo rồi hả? Ôi đừng, ôi miệng ta còn lại không muốn. Người ta không thể nói cái kiểu đó được. Tiểu già, chỉ biết những cái này thôi. Ta đã nói vào bằng tiểu thự đã khai linh rất lợi hại đó. Hả? Khai linh? Khai linh là cái gì? Khai linh chính là giúp người có linh càng mở mang lên mạch, sau đó thì mới có thể tu luyện. Cái gì? Yêu nhi nói ở đây có thể tu luyện ư? Tập 3. Đương nhiên rồi, lão thái gia có Mặt già chính là một vị tu sĩ nổi tiếng một thời đó. Ồ vậy ta thì sao, ta có thể khai linh không? Cái này có thể, có điều phí khai linh rất đắt. Ngày mai nhi sẽ làm hai phần. Lão già từng tiêu hết gia tài, khai linh thiếu già cũng không có tác dụng. Nhưng thiếu già mới khỏe lại, không thể chịu kích thích được nữa. Tiết kiệm vài năm giúp thiếu gia trả phí. Yên nhi à, không cần khổ như vậy, chuyện kiếm tiền có để cho thiếu gia lo. Dù thiên phú hơn người của thiếu gia này có thể tu thành tiền, thì lúc đó không chừng có thể trở về trái đất tìm hiểu rõ. Chuyện nhược nhận quyết định vậy đi.
Anh mất ngươi lần này được đó. Xem ta không nói sai chứ. Tỳ nhân nó không phải đánh không lại người thì ta đã ném ngươi vào cái lô đỉnh rồi. Đúng là không phí công tới. Chúng ta làm việc trước có điều còn nhỏ đó. Ta chính là chủ tịch liền dự sự cục xà ra cái thằng lừa đảo chết tiệt. Ý da, hồi không trúng tiếng thì thôi chứ đá cái gì chứ. Còn có phương pháp hay không thế? Chứng nhận tư cái còn không có. Có mà đòi ra lừa việc à? Người nào mời với ban ngày đi. Ôi chúc bà sớm đóng cửa. Bà đây đóng cửa bỏ suy. Con sư tử cái đã bộc phát đầu thật đấy. Học gia đỉnh cấp dư tiền như ta đây còn sợ. Ui cha, đừng lấy cái đồ đi đường không có mắt. Hôm nay đúng là xui xéo à. Ơ kìa, cái gì đây? Cái này là... Xem ra tay vẫn có ca đã đến rồi. Chính là cái nhà này. Y nhì ta nhất định sẽ kiếm đủ tiền nuôi em. Xin chào. Lão thần gặp cậu. Có một bộ vườn bá chi khí cái điều. Chỗ này là hán phòng trồng địa. Mua thuốc thì phải thì môn thị cách bắt mùa. Nghe nói chỗ này các người còn tuyển liệt dựng sự, ta đến ứng tuyển. Hả? Ứng tuyển liền dược sự ư? Liền dược đại hả? Ai cái tiểu đậu như gì mà cũng ứng tuyển liền dược đại sư ư? Mà không cần phải kích động như vậy đâu. Còn phải lao đến tịch giường mùng thì mới có thể làm liền đại sư ư? Thật cái giá vậy trời. Chắc chắn là từ danh sư. Chắc vậy đó. Trước kia ta là một gia sinh vật thơm thực vật để nhà. Làm cái này thì cũng như là cái ngựa cũ rồi nhà. Công tử à, con trẻ như vậy vậy vẫn mời được toàn bộ giấy chứng nhận tư cách đây. Ok, không thành vấn đề. Hồi trẻ thế này mà luyện dược đại sư á, tự nhiên muốn gá rồi. Giấy chứng nhận tư cách sao? Ôi đây là thời các chứng kiến kỳ tích hả? Chẳng phải kia là ta lấy ra luôn đi. Ai dò đấy chẳng phải là vương thượng sao? Sao không cùng mấy đại thần quần yếm của ngài thương nghị triều chính thế? Hôm qua con đang quốc sự vất vả phá tổ mà hôm nay đã thành liền dịch sư rồi. Ô tôi nói núi rồi mà sao cái chức quèn má tì ra là tên ngốc mặt già kìa. Nhớ ra chính là hắn. Tôi sớm đến không ngờ hắn tại điên điên cùng cùng là thung rốn cầu to đi mà. Người nó còn xài hôm qua ta thực sự là một thằng ngốc. Hồi ta có nghi nhầm chứ, hắn ta thừa nhận rồi. Ta ngốc xem như thật thà. Nhưng hôm nay ta chính là cao cấp luyện dược sư. Người không phục. Trời, sao biến thành cái dạng này rồi? Là chẳng phải theo kịch bản của ta ư? Đừng có giả vờ nữa, có bản lĩnh thì người chứng nhận tư cách rồi đi. Thiếu niên này, ta tâm nhìn vẫn nên xài chút. Nhớ mày nói xài đó tội người khác thì khó sự lắm đấy. Đừng có nhảm. Nếu ngươi thực sự cái chứng giấy nhận, ta sẽ ăn sạch cái ghế này cho ngươi xem. Ồ, thật sao? Bạn công tử chưa từng nói điều. Ngươi nói nhảm nhiều thì có gì lòi ra, không có thì cút ra cho ta. Đây là chứng nhận của ta đó, mời xem qua. Hả? Được. Không thế nào, đây chắc chắn là giả. Đưa đi. Thật á, ngay cách trên tư liệu dự sự cơ bản cũng không hiểu giấy chứng nhận, chắc chắn là ngươi trộm rồi. Muốn ta giúp người tàn tầm kiến thức, được, ta sẽ thỏa mãn cho người. Chỉ vào pháp rút ra, dùng một pháp, chân cất hơi nước thì cùng thàng hòa pháp. Tấm thu pháp làm theo ưng kèo trồng tháp, nước sắc nấu pháp ngầm pháp. Lời ngươi hỏi là kiểu nào? Đến ta còn không hiểu nữa là... Xin mời công tử, đồng giả cho mời. Đồng giả, ngươi đã mang đến rồi lão thần cáo lui. Là ông ta ư? Tại hạ là cỡ quận, là phương chủ của công phượng, cầu ngưỡng đại danh mà công tử. Không ngờ lại còn là một liệt dược sư tốt nghiệp từ đạo viện, đúng là tiền đồ rộng mở. Không dám nhận, đối với liệt dược tại hạ chỉ là biết một hai thôi. Người quân minh chính đại không hề nói chuyện mờ ám. Trước đây va vào rồi ta làm rồi, giấy chứng nhận chính là lão ngài nhé. Chuyện này mà công tử già già của cậu từng đảm nhiệm thủ tịch liên dược đại sự của công phường chúng tôi, tôi chứng như là
Tư cách kìa là ta cố ý đưa cho mà công tử. Công tử à, nếu cầm ra bí phường của già già cậu, ta phân cậu thành một thành lợi nhuận. Bí phường của già già ta thì có, lợi nhuận thì ta muốn tám thành. Thuận tiện kèm mấy cái loại thuốc đặc trị từ hiện đại. Vậy còn không phải là chồng ta nháy mắt bán mấy vạn bình ư? Nà đi thì tới người là muốn tiền đến phát điên rồi ư? Tám thành thì ta đưa cả công phường cho cậu luôn rồi. Là tự à, có nhớ ông gặp mày, thuốc đặc trị của ông có thể cho người bán đến đếm tiền rút cả tay. Thở sửa thần kỳ như vậy sao? Vậy chắc cậu hay thành đi. Người như ta đi tôn kính ông già, người mang bản thuốc mang người bay, con để lại cho người ba thành. Kim tệ là kim tệ, lấy được dược hoàn toàn không phí sức. Tìm nhà tử lầu mỗi đoàn mang về cho nhi một bữa mạng mới được. Ăn uống nò say sướng. Nhân sinh đến phòng đã đến rồi đây. Thằng tôn tử là chớ pháp báo của ta là giả hả? Này này này, đặc biệt nếm thử hết. Ôi cái gì vậy? Ôi cái đồ nó tàn, không phải ta chối ngươi mà. Thì ra các người tin rồi chứ. Vừa này cho mắc quá, tình huống quá gì đây? Biết đây là thứ gì không? Ta cho các người biết, đây là thần tiên bán thưởng cho bản đại gia thần khí. Quay mặt thí, mặc dù không hiểu lắm nhưng cảm thấy có vẻ rất lợi hại. Đại gia lại miễn phí nói cho các người bọc bí mật, chỉ con số đoán đao này thì có thể trường sinh bất tử. Bán đại gia trịnh trọng bảo đảm năm lượng kim tệ một lần sờ, đảm bảo người sống thêm 5 năm. Trường sinh bất tử á? Trường sinh bất tử ai? Tôi có tiền, tôi có tiền. Tôi cũng muốn sờ một lần, tiền không đủ rồi. Để tôi trước lao đại gia, tôi để 6 lượng. Còn nữa tôi nè đại gia, anh đến tôi trước. Để rồi cái điều ta là đại gia, không phải lão già. Hả? Chuyện gì thế? Này này đằng kia, nói người đấy. Hả? Thì tự người không đến xếp hàng đưa tiền ư? Tìm ta hả? Đừng để mau đến xếp hàng đưa tiền đi tên ngốc. Người vừa nãy cũng thanh hoàng chiếu, rồi để chứ đưa tiền đi. À vì tiểu tử này, ta nhìn người cách cốt thành kỳ, hình như có duyên phận với cái kỳ đào này, mức xây xứ. Chút xem sao không, ta giảm giá cho người 8 thành. À thế thì tục quá, ta nhưng ta không có tiền. Hả? À, ngươi muốn động đầu cứ bốc hả? Nói đùa, lông không làm lụi mua bán tù bị ấy. Ta cho ngươi coi xem thần khí. Thử sờ một chút xem nào, lại chả mất miếng thịt nào. Thử công nhận xem chút đi. Thằng này không những là phường lừa đảo mà lại còn là thần kinh à. Rành ra tìm cái khác tủ tiền đi. Quý. Này này, cái gì đây? Cái gì đây? À, thần khí của ta cặp đất rồi. Người gây họa lớn rồi, ta muốn bồi thường. Thành thần đào này không thể gặp thủ, nếu không toàn bộ thần lực sẽ bị biến mất. Tôi rời thần khí này dùng thủ thì sư tôn sẽ phát hiện bị bật cấp, mậu ám vớt một mé rồi chuồn thôi. À, thế này đi, ngươi bồi thường ta 10 vạn kim. Đã giá trị coi như chưa từng có gì xảy ra. Còn với thần tiền người không cần phải lo, ta sẽ giúp người cầu tình. Người có quyền lên tiếng ở tiền giới, ta có giả gì? Tập 4. Vừa rồi ta nói điều cầu nào sẽ bị sếp đánh chết. Ta thấy miệng của người toàn là lời dối, coi chừng bị trời đánh thật đó nhờ. Ôi phải, nó giỡn mà làm thiệt trời ạ. À? Ôi có phải là trực tiếp thế như không chứ? Ôi chạy mau xảy ra án mạng rồi chị. Ôi ta cũng muốn chạy lắm chứ, nhưng mà chân ta không chịu nghe sai sự. Vì là tiền tử, sao còn phải gây ra động tình lớn thế này? Chỉ là mong đồng là dám trộn vào khí cố cảnh vì là anh ta này ra lừa đảo. Đúng là tìm chết. Rạc rủi, đã nghĩa tay mẫn đụng phải pháp khí của ta không cần nữa. Vì là tiền tử à, là tuyết mộc của người hình như lại thăng tiến rồi đó. Đi thôi. Các người đến cứ thế mà đi ư? Đừng lại cái kiểu như là đánh chết một chút thôi thì ta không cùng mang nữa rồi. Ồ tiểu tử, có gàn đấy, con dám gào với ta. Vậy tăng pháp khí vì đào cho người đây á? Ây còn được, đừng có ném linh tinh cho ta, ít nhất cũng phải xin lỗi người chứ. Ta không chịu buồn thà cũng vì cái nỗi khổ tầm vừa này cảm giác như hang hơi ta lông. Chút nữa thôi thì nhân vật chính đầu tiên bị dọa cho tè ra quần rồi. Tiểu tử đừng có mà đưa nước lần tới.
Tính tình bản tiên tử không được tốt đâu. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Nhi, được rồi, chúng ta cầm đau về nhà. Nào đi, nhớ đâu này. Nhi, hôm nay ta kiếm được một món tiền lớn, chúng ta ăn bữa tiệc lớn đi. À, tốt quá rồi. Nhớ đầu này chính là cực phạm đình càng giả mà phát hiện tại tôm trước. Chúc thì quên chuyện này. Con lấy được một món pháp bảo đào. Nghe nói thì sao cái là có thể mỹ dùng dưỡng nhàn để nhà. Thì già nói đùa là dỗi. Nè, hai người các người đợi đã. Con có chuyện gì sao? Ta đã tha thứ cho các ngươi rồi đó. Tại nào này không tồi. Ta nấy nhận lỗi của người đã đủ rồi. Thì tự cơ duyên của các ngươi đã đến rồi. Bọn ta cảm giác các người có khả năng cố linh căn. Linh căn hả? Ở dị giới này mặc dù mà vô kỳ định gặp sao yên vậy, nhưng lại có khát vọng mãnh liệt với tu luyện. Khát vọng có sức mạnh bảo vì nhị, thậm chí khát vọng một ngày nào đó sau khi trở thành tiền trở về trái đất hỏi Nhược Vân vì sao. Đạo sĩ à, ngươi nói thật chưa? Bản đạo sẽ có thể lừa ngươi được chứ? Ngươi cũng xứng đáng. Nhìn thấy rồi chứ, kiến trúc cao nhất của nơi này. Chúng ta chính là đang đi hiện trường thử nghiệm linh căn ở tiên linh đài của thành này. Chào canh tiền tử, chào Lý đạo trưởng. Nói nhảm nhiều thế, mau chuẩn bị nghiệm linh. Thì giờ chúng ta đi về đi. Đừng có sẽ có thiếu gia đi rồi. À thì khai linh không phải là rất đắt sao? Quynh, mỗi hai ta chỉ miễn cưỡng đủ nọ tiền thì ở đây còn ai dám đòi tiền chúng ta? Thật là nực cười. Hai vị đến rồi đấy. Thì ra đây chính là nơi trà linh ca ngư. Tốt quá. Thiếu gia em mới sợ. Đi đỡ tay vào cột nước là được rồi. Phải bình tĩnh thì bình tĩnh. Con đường tu tiên của mình đã bắt đầu rồi. Cơ phẩm linh càng kỳ đồng quá, con đường tu chân của mình bắt đầu rồi đi. Ta biết đây là con đường gian nan, nhưng ta sẽ... Nè, còn đứng làm cái gì nữa? Thì tới một chút phản ứng cũng không có, xuống dưới đi. Nè, không có con bói là làm quan sao? Làm quân chính là trạng thái bình thường rồi đấy, nha đầu. Ây da. Quầy, không tồi đấy, tỷ tình có phản ứng rồi. Đây đúng là cực phẩm một linh càng, cánh linh lạng, ta xem ra, tiền được một đệ tử tốt rồi. Bá đông mạnh như vậy là đầu tiên ta thấy đó. Ý nhà đầu, ta là tu sĩ của cực kim thành, tư chất nhà đầu người rất tốt. Ta có ý tu ngươi làm đồ đệ, lo chuyện tốt một bức đền mày này cho người gấp được rồi đó. À, vậy tự tiền, thật sự có thể bày quà bày lại sao? Vậy ta sẽ... Ta sẽ cùng thiếu gia bái nhập vào cửa ngài. Sao có thể chứ? Tên phàm càng kìa căn bản là tiên tử không thu nhận hắn có tác dụng gì. Nếu không cùng ở vị thiếu gia thì ta chỗ nào cũng không đi. Y nhị muốn ở cùng với thiếu gia. Cái đứa cứng đầu này, phàm nhân so với chúng ta chỉ như sầu kiến. Vớt hắn đi là được rồi. Nên là phàm nhân tư chất vì gì ra tốt, đó là nhân vàng mới là lãng phí của ấy. Hả? Mới hồn tình huống gì đi? Giờ ta muốn mang quỷ đi tù tiền, chắc là người làm sao mới biết vì tốt cho quỷ nổ màu. Y như là cực phạm đình càng, con đường tù tiền chắc chắn rất dễ đi. Có thể tù tiền thực sự so với phạm nhận thì tốt gấp trăm lần. Nhưng mà cái này, phạm nhân, ngươi đang lừng chân cái gì vậy? Tiền tử gì, sao nhìn thế nào thì cũng giống, không giống người tốt. Y như linh càng tốt như thế, tìm nhà khác không được nhỉ? Xin lỗi, ta có mỗi muội này, dù sao thì vẫn không nữa. Vậy không phiền hai vị tỳ nhân, chúng tôi cáo từ. Thì giờ em đối rồi. Thì giờ hôm nay mời em bữa lớn luôn. Rượu mày không muốn, còn cho là đi được à? Úi, tiểu già cứu em. Y nhi, ta ra, ta muốn cùng với thiếu già. Đi thôi, ngươi rất mau sẽ quên phạm nhân kia. Ui, không sống rồi. Ngồi tên tu sĩ xâm lớn USO rồi. Hả? Nà ní. Hả? Ngồi tên tu sĩ ở đâu? Tôn tứ tưởng tượng ra mình nhất định phải cứu được Yên Nhi. Thiếu gia. Ây da, giảm rêu cực lão nương tìm chết. Ây da, Yên Nhi chạy mau. Hôm nay ta chỉ giết thêm một con kiến nữa. Yên Nhi, em báo trọng. Muốn giết thiếu gia thì giết ta trước đã.
Nhà đầu ngốc, mau chạy đi. Lấy thân ép lùi kim khí của ta. Thương hắn lắm không phải không? Ngươi cho rằng không nỡ giết người, huống hồ. Ây da! Thiếu gia, thiếu gia. Mừng cầu hắn thì mau qua đây. Hắn còn nhiều lắm, còn sống một lát, sau đó thì biến thành thịt vụn. Yên nhi, em không thể đi, da! Cái đám tà tu đó. Đừng có đi. Thiếu gia, Y Nhi muốn ở bên thiếu gia, biết nhường nào vì thiếu gia bưng trà bắp chân. Y Nhi dù là nô tỳ nhưng vẫn thích thiếu gia. Thiếu gia người báo trọng. Y Nhi đừng mà, đừng đi. Y Nhi không thể bảo vệ được em. Ta ở đây không có tác dụng quá gì. Y Nhi, máu của kỳ ta nhất định sẽ cứu em ra. Kỳ muốn lần trước nè. Tự nhiên lại xảy ra cái loại chuyện này. Mặt công tử cũng không còn quá tổn thương. Tới giờ này màu chống bắt đầu phôi thuốc, tích đủ tự lực, cứ Y Nhi về. Mặt công tử cũng đừng có trách lão phu nhiều lời. Thân là phàm nhân, thì muốn vàng ngã thì nhận căn bản là không khả năng. Nào con không bằng thành thật kiếm tiền sinh sống, nó cũng chừng ngày sau có thể gặp lại. Đa tạ lục phường chủ quan tâm. Cái này à, ta tự có biện pháp. À đúng rồi, lục phường chủ à, phiền ngài giúp tôi chuẩn bị chút dược liệu này đi. Hả, đây là lồng diện tạo bách hoa quả ngay đặng cơ huyết đặng ám hoàng tạm tiền tiền tung thu mạch hóa tinh thịt. Mà công tử à, có không phải nghĩ ra đơn thuốc mới rồi đây chưa? Không sai, chỉ còn có thể tập hợp đủ chất lượng dược liệu này, ta tùy thời đều có thể bắt đầu. Mà loại thuốc này nhất định có thể đã phát nổi tiếng đấy. À, nếu mà công tử đã tự tin như vậy, vậy thì ta cũng không giấu giếm gì nữa. Đến đây, cho cậu xem thực lực của ta này à. Đường hán luyệt dược, mật thất công phường mở ra. Wow, bảo bối cũng dư dàng ha. Lão gia tử ông sức lực thế này. Đây chính là thực lực của loại đại dược hán như ta đây đấy. Thế nào chỗ này vừa lòng chứ? À đâu chứ, vừa lòng thực sự là quá tốt rồi. Xem ra chuyện nước thuốc khai mạch cũng không cần phải sầu rồi. À thì à, việc liên quan đến thuốc mới à, mà công tử à, có thể tiết lộ một chút không? Đương nhiên là được rồi. Thuốc ta muốn làm tên là cứu mệnh liễu thương dịch. Cứu mệnh là cứu mạng. Tên bá đạo như thế này chắc không phải là có người mà chúng ta tuyên truyền đâu giả chứ. Với cứu mệnh liệu thương dịch, không những có thể trị liệu các loại ngoại thường phòng tránh cảm nhiễm, còn có thể tiêu trừ viêm chứng trong cơ thể. Còn so với cao giảm đầu trước đây thì quả thực là sản phẩm vượt thời đại đấy. Vậy nên thuốc này một kỳ ra mắt thì ngay kiếm đúng kim là không thể thiếu được. Thuốc này thật tần kỳ như vậy sao? Vậy chẳng phải ta phát tài rồi sao? Tiền ta đi lục phương chủ, ta nhất định sẽ dẫn ông phát tài. Mà công tử à, có thể còn biết chứ, giờ thánh thượng một lần muốn mở rộng lãnh thổ, luyện dược sư đều bị bắt đi ở vương cung hết rồi. Vậy nên thuốc này của cậu mà ra khẳng định là kinh thiên động địa. Để rồi tuyên truyền thuốc mới vào cho lục láo ngày rồi. Phối liệu thì như giữ bí mật đấy. Mà công tử chỉ cần lo luyện dược thôi, còn lại cứ giao cho lão đầu ta. Đập tay lập thề, cùng nhau phát tài. Chiều 3 ngày sau. Mới đây, đã hán luyện ra thuốc mới rồi. Cổ mệnh chi liệu thường dịch, công hiệu thần kỳ, bao trị bách bệnh. Hả? Mới kia một bình cướp tiền chắc. Con đi mất bệnh đúng là khoác lác cũng vừa thôi. Ngươi nói đúng không hả, kinh đại đại hoàng nhân? À vậy, cái thứ này chắc chắn là lừa đâu. Kinh đại đại nhân à, ta tuyệt đối sẽ không mua. Ây da má ơi, đây là định khiến triệu hút tạp mất chết ư? Nếu tại cái trận cược ấy, ai bắn thiếu giờ không phải gẫm bàn thì cũng phải làm việc. Mà nó chờ một chậm một chút đi, bản công tử muốn nghỉ ngơi. Tôi mua 10 bình, tôi mua 50 bình, màu sống giàu, nhanh chân kéo hết. Màu, nhanh chân thì hết mà chậm tay thì còn. Buổi tối, quên hết rồi à, gà gáy lần đầu nghi ngờ,
Gà gáy hai lần thì làm việc, ai cũng đừng có nghĩ. À, cái bọn quỷ lời này, tiểu hốc cô tử à, cô vất quá rồi, vậy đi tiếp tục chiến thuốc thôi. Lục đậu, lục lão bản à, tất cả 1.000 rương cứu mến liễu thương dịch đồ bán sạch rồi. Hả? À, triệu hốc công tử, ta, anh ta... Ôi ta má nó vui quá đi. Trời cũng đã giúp ta rồi, đàn hán liệt dưỡng từ giờ đã phát đạt rồi. À phải rồi, phải mà tiền tốt này nói cho mà công tử biết mới được. Bình tĩnh bình tĩnh, kế một bước là chưa đầy. Vội kì công tử. Hổ lòng một chú, không thấy ta đang biết cái bản, xin đừng làm phiền hay sao chứ. À, à được cái kích động quá mà nên không để ý tới. Có minh liệu tương dịch của chúng ta bắn sạch hết rồi. Đương nhiên rồi, ông tiếp tục đếm tiền, đếm tay rút gần đi, ta tiếp tục nghiên cứu diệt tờ. Mà công tử không hổ là công tử, trấn định thật đấy, tay rút gần thôi nào. Lần này nhất định phải thành công. Thành công rồi, lần này ta luyện được thành thuốc nước khai mạch rồi. Ai cũng nói ta tu luyện cõi cần có linh căn, nhưng khai tông mạch lạc này chưa hẳn không được. Trước thì mình còn chưa kịp uống, đã bị nhược nhần. Lần này nhất định phải một hơi uống sạch, khai tông kinh mạch, mình phải siêu việt thường nhân, cứu yên nhi. Ừ, sao chẳng có cảm giác gì vậy? Dạ, tay phải nóng quá. Mình cảm nhận được rồi, mặc dù rất đau, nhưng thực sự có nguồn năng lượng đang xung kích kinh mạch của mình. Nước thuốc tông mạch quả nhiên có hiệu quả. Chào cơ, tắt lại rồi, năng lực kiện lại không thể tiến lên được cơ. Nhưng lại thêm lượng thuốc nữa mình cảm giác có thể sẽ nổ tung. Đáng ghét, đến cùng là thiếu cái gì chứ? Thì ra nước khai không kinh mạch này không thể làm người ta đã thông kinh mạch. À, nhược vọng vì nó mà giết ta, sau này có cảm xúc gì đây? Bậy. Đừng có làm phiền ta, tấm tình ta đã không tốt đó. À, mà công tử à, thực ra là phán sang một bên. Ngươi chính là Mạc Dược Sự. Phía trên nói người có dược phẩm cấm ở đây. Một nhân mộng theo bọn ta một chuyện. Hai người các người đến cùng là đến đại danh với ta đi. Vô kỳ à, ta sợ đột nhiên có người có cửu đầu quần đến bắt mình đi. Hình như là... Đừng có sợ, thực ra tướng quân của chúng tôi muốn tưởng cho các người một vố là màn lớn. Hình như mình đã bỏ sót một chuyện rất quan trọng nào đấy. Là gì ấy nhỉ? Nước cơ mình của người đúng là có kỳ hiệu đấy. À, cuối cùng cũng ra. Ở cổ đại tiên là thường bệnh chết vì nhiễm trùng cao khủng bố. Cổ mệnh liệu dương dịch này quá thật là trị tốt với thường bảy đầu. Nếu như người đương quyền nghe thấy được thì nhất định sẽ cố lập bảo vật quan trọng của quốc gia. Có nghĩa là người rõ rỉ ra phương thuốc này. À vì tướng quan đây, tướng quân quân vụ bận rộn không tài nào gặp được chúng tôi nhỉ. Ông dẫn chúng tôi về dành trại chủ yếu là vì giết ép giá đó đúng không? Làm gì có chuyện đó chứ? Hắn gì ra rồi ư? Vậy thì ta làm chủ giảm được giá chồng, còn lại lời lẽ thế nào thì xem trưởng quan rồi. Thật á, còn tử quá nhiên là cậu biết đoán. Còn tử tạm biệt nha. Có thể vớt từng nào hay từng đó, dù sao thì đơn thuốc cũng đã công bố rồi. Chúng ta có thể bán rẻ quá không? Cái gì công bố đơn thuốc? Quá kỳ à, thì chúng ta kiếm được ngày vào đấu giá kìm đấy. Còn công bố đơn thuốc làm gì chứ? Lục lão à, có mạng kiếm thì chúng ta còn có mạng tiêu chứ. Chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Thuốc này đối với quân đội mà nói hiệu quả nghịch thiền, nhất định sẽ bị cao toàn đẩy. Đừng hù ta chứ. Để lúc ấy phải giữ bí mật mấy cây luyện dược chúng ta phải từ chung thân thì cũng tôi mạng. Vậy nên lục lão à, tương kế tiểu kế, bị hạ dược thần mà bách tính lớp truyền được đưa đến rồi. Ồ, dược thần sao? Tâu bị hạ liền dược đại sư Mạc Quốc Kỳ đã mang đến rồi. Ngay xem, đó là dược đại sư trai tuổi nhất của nước ta đấy à. Mạc Quốc Kỳ bài kiến bị hạ, chúc bị hạ long tinh hạnh hộ, ngày làm nghìn việc. Hoài Ngọc, đứa cái gì quỳ xuống. May mà mình đã chuẩn bị rồi. Bỏ đi, đại sứ vì liên dược cho nước có còn vị trẫm, không còn phải quỳ. Người định muốn bán thưởng gì đây?
Bệ hạ không được gọi Mã Quốc Kỳ chính là hoàng tộc của Bắc Tần Quốc trước đây mà tin hà. Nhờ hắn tâm hoài bất mãn bán đường thuốc cho địch quốc triều đối với ta. Như vậy à, vậy thì giết đi. Vậy, giết ta. Bệ hạ, mặc dù có mệnh thương nhiều dịch, tính không đến là tiên dược gì, nhưng cũng là có mạng không ít người. Chỉ dựa vào một con núi không có thực mà giết ta thực không thích hợp cho lắm. Cái đồ xanh ta không sống rồi. Còn được bí phương này không thể truyền ra ngoài. Vậy ngươi tinh thần vào cùng đi, liền giữ cho chậm. Tinh thần cá nhà ông đều tinh thần đi. Bi hà, thuốc này chính là gia tổ sáng tạo, cũng lâu là vì huấn đềm nó công bố làm cô trùng tạo phúc cho dân. Vậy nên sau khi ta kiếm được ít tiền thì đã công khai đơn thuốc rồi. Y lại dám đại nghịch bất đạo như vậy, lội xuống giống cực hình. Ý bi hà, người có thể giết ta, ta chỉ tuân theo tổ giáo huấn bạch tính mà thôi. Ta tạo phúc còn dân của người đó nha. Cái đầu má công khai đường thuốc chịu đại đau, nhưng không công khai thì sẽ chịu tiểu đau ư? Bị hạ gì không thể giết hắn được. Đây là giờ ai cũng biết tạo phúc cho bạch tính là còn dân của ngài Mạc Vô Kỵ. Nếu như khiến ngài biết được ngài giết công thần như thế này, không có lợi cho thành danh của bệ hạ của thừa vụ quốc ta. Như vậy mà công tử mặc dù công khai đường thuốc, nhưng nếu như tin tức bệ hạ bàn thưởng truyền ra, thần dân nhất định sẽ càng thêm sùng bái bệ hạ. Lão quận công nói có lý, vậy lần này nghe theo người đi. Mặc Vô Kỵ, ngươi muốn ban thưởng gì đây? Nghe nói ngươi một lòng phục quốc, lại làm quốc vương trị hạ công quốc của người cũng không phải là không thể. Cái tình mặt dậy nói một đoàn lên một nẻo, chỉ sợ tám mối của mặt già cũng có một phần của hắn đi. Chỉ cần mình đáp ứng phục quốc thì có thể nháy mắt sẽ bị nói đi, trảm nhất tướng sẽ ban thưởng cho người. Ta bị hạ, ta đã không còn nghĩ tới chuyện cô quốc nữa rồi. Ta muốn sau này tìm cơ hội sẽ chạy sang nước khác. Không có nói dừa mà. Ta muốn chuyên tâm là một liền dược sự tiếp tục truyền thừa tay nghề của tổ tiên. Bi hạ, hàng phủ thần quốc đúng là đang thiếu một vị dược sự. Để cậu ta đến hàng phủ của thần đi. Cũng được vậy, vậy thì đến chỗ của hàng ấy khẩn đi. Rồi, nếu không còn việc gì thì bái triều đi. Bái triều vừa mới ra tà là quần công giúp. Mà công tử cách khí rồi. Nếu không phải còn nghĩ biện pháp tự cứu thì ta tại thường bản sự cũng ngăn không được hoàng đế. Lần này ta đưa mà công tử về là vì muốn có việc muốn cầu. Lão quận công có cần gì vàng bối, ngơ cái việc nói. Là như vậy, ta có một nữ nhi bảo bối muốn tham gia đại hội luyện tiên môn, nhưng lại thiếu một vị luyện dược sư. Hy vọng mà công tử có thể bệnh người tiểu nữ bảo vệ con bé chú Toàn. Lão quận công ngài đối với ta có ơn, mà vốn kỹ ta sợ là liệu cái mạng nhỏ này, nhất định sẽ bảo vệ lệnh thiền kiềm bình an đại hội dược tiền môn. Đều là nỗi lo vì mấy cái đứa con. Cũng không biết đại hội dược tiền môn lên đây nào, thuận tiện nghe ngóng hay là tiền nhì cũng tốt. Mà công tử mấy mà cậu không sao, mấy mà chúng ta chuẩn bị từ trước, nếu không thì đúng là tiếu rồi. Trần lão sao ông vẫn cứ mãi khóc vậy? Vợ chồng nhất là đơn tú công khai rồi, dương vương chúng ta sống sao đây? Lục lão bà, đơn tú công bố rồi nhưng đàn hắn luyện dược chúng ta mới là chính thống. Ông đổi bào đẹp hơn, lại làm chất lượng tốt hơn chút, giá cả lại đắt gấp đôi, đâu kiếm được ra nhà. Hả? Cậu có thể làm như vậy ư? Đúng đó, chúng ta đi con đường thượng tầng cơ mà. 8. Vô Kỵ nhớ từ trường quay về lấy hoa hồng đó nha. Cậu nhất định phải tìm được Y Nhi. Ok, ta sẽ. Hàng phủ ta đến đây. Nhà lão quần cậu quá nhiên kỳ phái. Con mở cửa trùng một mặt mố đến trước đến. Nằm mờ quay trái đi. 30 bước từ có tập dịch mà giàu. Hả? Đáng ghét. Đại liệt sĩ như ta cũng phải ở công phòng tổng thống chứ. Sao lại ở phòng quen thế này? Coi như đây thì tốt rồi, khổ chút cũng được. Ai vậy? Giờ đi. Mắt cốc tử thân tượng, ta tên là Đinh Bố Nhị, là thi vợ của hàng phủ lần trước. Bị thượng mấy mà có thuốc cậu giữ mạng đó hết rồi này, mong cậu quan tâm nhiều hơn. Tên này cảm giác tự nhiên thần thiết. Quan tâm nhiều hơn. Nè, xem cậu mới đến, ta nói cho cậu một ít chuyện nha. Ở hàng phủ này cậu đụng ai thì đụng, nhưng không thể nào đụng vào tiểu thư thân mật vì cậu ấy được đâu. Hả? Gì hả? Ô, là hàng gì tiểu thư sao?
Nếu như bọn nó mà cùng lên thì quỳ phải gọi là kinh thiên động địa, phiền thiền đạo hãy thân nhân cần cộng. Đền bố vậy ngươi lại nói linh tinh sau lưng ta cái gì đó. À, đâu có đâu có, không nói xấu gì đã tiêu thưa. Mặc vô kỳ đúng chứ, cái phòng này ta chính là cố ý để cho người ở. Lão cha chết tiệt kia của ta toàn làm đi thừa quán cái ta đi chứ. Nhưng mà hạ ngừng ta không cần, ta thân là một tù vì võ ngựa đủ để bảo vệ bản thân rồi, muốn ngươi làm cái gì chứ? Ta anh thất ở hàng phủ cho ta, nếu không thì cút. Vâng Mạng Châu, sao lại là người? Hay cho một tiểu thư không thích hồng trang mà thích võ trang? Trên mặt là biểu tình kiêu ngạo, mặc cả giáp bó sát trên người. Nè, đánh giá đủ chưa? Nhà đầu này thực sự là con bảo hộ sao? Lão quân công không phải ở chồng ta đây chứ? Xem nữa, dám mẹp người đó. Ui cha, người mưu sát ta ư? Mặc quá kỳ à. Ta biết gần đây người có chút danh tiếng, nhưng ở chỗ ta ngươi đừng có ngông cuồng. Ta vừa mới ngồi xuống còn chưa điệp cuồng mà. Cầm mồm, bên ngồi gọi ngươi là cái gì mà dược thần, đều là ngu dân. Hả? Ta không phải là dược thần. Tóm lại ta không cần người, ngươi có phục hả? À, vừa nhìn là biết anh đại tiểu thư là con giả nhất kỳ tường thiền, ta sao có thể không phục chưa? Có điều cũng sẽ bị thường, gái sinh cũng có đèn đỏ. Thiếu tịch liên dược đại sự của đàn hán liên dược tại đây, nói gì thì cũng có thể giúp hành tiểu thư chút gì chứ? Hình như nó cũng có lý. Đồng ra đại tiểu thư à, thuốc của Mạc công tử còn cứu mạng của tụi đó. Vậy nên Vạn Sơn Thủy Thiền Sơn cũng tính là tình thầy cho cái phòng tính hay không? Mà liên dược sự như ta đi cũng phải được ở phòng tổng thống nhở? Phòng tống thùng mà, người thật là kỳ quái thật đấy. Có điều nghĩ lại thì chắc cũng có chút bản lĩnh. Vậy đổi đi, để hắn ở đây đi. Cái phòng này hợp với thân phận của hắn. Không biết điều. Vâng cô nương. Chào vấn đề tiểu thư. Sao cô lại đây? Chứ ngươi lên bà nhà ta thì không dùng, lại đi bán thuốc con làm lan trùng. Vâng Mạng Châu ta, cho ngươi ngươi cũng dám không? Mạng Châu tỷ à, Ngờ ngày à, ta đến đây là vì cho tỷ ha, mua nhớ tỷ quá. Đừng mà quỳ kỹ đáng nhìn đấy, quỳ tối chứ ta ngủ chung đi. Quay. À, Mạng Châu tỷ biết hắn sao? Biết chưa, ta mới là vinh hạnh của hắn. Đây lại còn toàn là đối địch với ta thôi. Thì cái này bằng cô nương à, ta rất cảm ý thành cánh tà thành ý giúp đỡ của cô. Có điều ta nghĩ lúc không thở tự lực cánh sinh mới dùng. Người đây gọi là không biết điều. Cho mạng trục văn cho mạng tà, cho gì còn chưa từng ai cười tuyệt đấy. Nghĩ xong rồi thì hắn đến tìm ta, biết chưa hả? Ngần đợi hắn ở đây đi. Được, mùi mùi nào dám không nghe. Văn đi từ từ à, sao lại tức giận tới kìa. Vô kỳ quên à, chuyện gì đây? Tổng giám đốc Vạch Lối yêu phải ta rồi. Có điều ta thật sự nuốt không nổi. Mà Quỳnh không biết, lúc đầu chân tôi chạy mũ lần trùng bảo phải chặt đó, mày mà có cứu mệnh liều thường của Quỳnh đấy. Đúng rồi, sát trùng của mệnh thường dương dịch chúng tôi là đại kỷ nguyên. Hả? Mà Vô Kỳ Quỳnh à, chúng ta mới đi đại điện. Bố nhị à, sao bị gặp thế? Đây là tin dụng khẩn cấp của phụ vườn công đấy. Lão già xảy ra chuyện gì vậy? Ngừng nhì. Lão già bình tĩnh. Ngừng. Lão vườn công không cần gấp. Ngài cứ từ từ cỡ mọi việc ta xem. Mọi công tử ngừng nhì nhà tờ nó bị lừa mất rồi. Hả? Lừa mất? Vừa mới vào nhận lão. Lão phụ không ở thì nhị tứ của bộ hộ với Diêu Khang đến xúi dục ngừng nhì. Nó nói là cùng vì tham gia việc trường môn đại hội, chuẩn bị bảo vật có sống dịp hỏa diễm. Nhà đầu ngừng nhì kia cũng ngốc vậy mà lấy dùng hắn đã đi lôi vũ lâm xâm lâm. Lôi vũ xâm lâm? Đấy là nơi nào vậy? Nơi đó đặc biệt đáng sợ đấy. Lôi vũ xâm lâm là một mảnh rừng rậm bên giới Tư Vũ Quốc. Nơi đó hoàn cảnh ác liệt, có rất nhiều ma thú và động vật. Còn đáng sợ hơn ở trong đấy là có dòng sông ô nước về kính sầm chớp, hoàn toàn chính là cấm địa. Lợi hại thế cơ à? Phải rồi, vậy văn địa thư đâu? Cô ấy ở khuyên không được ngừng nhì,
thì cũng đi bảo vệ nó rồi. À bộ gì à, lòng khổ người dẫn người đi lôi vân lôi vụ sầm lần đi. Ôi lão già, ngài nói kìa, ngài đối xử tốt với tôi thì thường gặp khó khăn, lên núi đau biển lửa tôi cũng trèo. Ôi đến bố nhị ta, cái đầu má sắp teo rồi. Tập 9. Bố nhị à, lập đội đi, tri lực sư ta đẩy đi cùng người sống phó bản, đây cũng là người nhận ta đến hàng gia mà. Ôi bản gì cơ, à, có điều mà công tử gia nhập thì tốt quá. Bố nhị, công tử, hai người nhất định phải mời người nhi về đó. Đã rõ. Mặc dù không hiểu là kiểu ta thích, nhưng không nữa nhìn nữa nhận thích ta chịu khổ, đây chính là bệnh chung của nam nhân. Lỡ vụ sầm lần, cảm xúc của con ngựa còn quá ổn hà, ngựa đã bị vô trong váy ra rồi đó. Xem ra lúc trước chúng ta chỉ có thể đi bộ vào rồi. Ai đúng là đời quỷ quái mà, khắp nơi đều là hài cốt, ở đây rộng lớn quá, thật là rợn người. Mau đi tìm bọn họ rồi rời khỏi đây thôi. Đây là bộ nhị ngươi chạy trốn đi, chân ta hy tớ rồi. Bộ kỳ giờ chân tôi cũng cảm giác rồi. Đây đúng là chạy thôi. Người quái vị này chắc là tiểu thư sẽ không bị ăn sớm đó chứ. Đừng có sợ. Hả? Ui. Đừng có mắt tầm trùm bố nhị. À ta, bộ kỳ cẩn thận, đừng có dính máu. Cái thứ quỷ quái này là ngủ bồ rắn đó, nó có thể khiến cậu. Ôi, nó bật chúng lại là bị đàn. Thật là chạy tiếp thôi. À, vừa mới vào rừng đã chẳng yên rồi. Đã ghét những bố nhị đã chạy đâu mất rồi. Chết đi. Nè, mau tao hợp với họ tìm bố nhị rồi rời khỏi nơi quỷ quái này. Nghiệt súc này không thể kịp tốc độ của ta. Xem chiều hàng gia bá vườn thương. Mà cho tỷ à, tao hậu xem chiến lực 10 phần của môn tiêu thừa đi, ta mới xuất có 3 thành rồi đó. Nè, cô đừng có đứng đỡ người ra chứ. Ngưng cẩn thận. Mà bộ kỳ à, ngươi lại nhảy thôi. Ta đã nói trước rồi, ta không cần ngươi. Ây da má ơi, ngoài đừng sợ, ta đến đỡ. Úi cha. Hả? Tên hạ ngưng. Anh đây tiêu thừa này ôm mình chặt quá. Nè, cô không tự cứu mình mà bởi đi chứ, tôi mệt lắm đó. Ui, sao bị cô hại chết rồi. Nặng thế này, cứ như có chị ấy. Ngân mũi không sao chứ. Ai cô ấy chỉ giật mấy cái, chắc không có tác gì đâu. Chú Hà, ta kéo người, gọi ta là Mạc Vô Kỵ. Ây da. Bật con rồi, bố nhị đã nói ở đây là nơi, khắp nơi đều là xâm xét. Vô Kỵ, người đã từ dạy không thể cử động được rồi. Thì xong rồi bị nước cuốn đi rồi. Không ngờ đến mình sống lại một lần nữa lại chết ở trong sấm sét này. Đúng thật là không cam tâm. Yên nhi. Này đi. Kinh mạch bị tắc nghẽn đã lỏng ra rồi. 12. Ôi nhức quá, tì quá. Cảm giác đôi kinh mạch lúc trước được nước thuốc trùng kích là được lối trùng khai một bộ phận. May mà pháp bảo đốn đau này đã thu được một phần uy lực của lôi kích, nếu không mình sớm đã bị giật khét rồi. Đây, yêu nữ à, để thực lực của ta mạnh lên rồi ta sẽ tìm người báo ân cướp Yên Nhi về. À, có điều như còn mổn, giữa lôi kích chỉ gây tổn thương cho ta, kinh mạch lại bất động rồi. Làm sao đây, thả bảo đau ra thì tăng cường điện lưu. Chắc trước khi trùng khai kinh mạch thì mình đã ngóng cú tối rồi chứ. Hả? Đây là... À đúng rồi ha, trên người mình vẫn còn nước thuốc hay mạch. Lúc còn quả quyết thì phải quả quyết. Một ngụm hết luôn. Nửa thuốc cây mạch này là tâm huyết hai đời của mình rồi. Liều luôn. Tao hào à, vừa nãy sao người lại không giúp ta? Hai người của ta bị rơi xuống nước đấy. Đúng chính là người bị hại. Còn ngươi đến tìm cỏ sông Diệp Hòa Diễm chính là một sai lầm. Vừa ta phải cảnh giới các thầy các cô mà. Còn nữa, kết kiếp với tao chút đi. Ta là xem cho tình của hai nhà chúng ta mới đáp ứng mang cầu đi dự tiên môn đại hội đấy. Người quá ức hiếp người khác rồi. Tiểu thư à, tôi đã có thể tìm ra các cô rồi. Vậy thì chúng ta gọi Mạc Quân Địa xem sao, chỉ là món của ta không sao. Đồng đó, bố nhị, dọn người ta muốn gọi đi. À vâng, được thôi. Mạc Vũ Kỷ cậu ở đâu?
Hả? Ôi da, uống lúng mà nhí luôn. Úi. Cầm mồm gạo to đi, điện hại chết tư. Giờ ta xử luôn ngươi. Tôi chỉ là vội tìm. Phía sau là. Đừng có mà ngắt lời. Giờ ta sẽ. Úi. Thôi rồi. Quay lại trước cái phút. Cái lúc câu gọi. Chỉ là lời trạch thôi. Làm gì được to chứ. Ta đã rã thông kinh mạch rồi. Cảm giác này lúc trước cũng không dám nghĩ tới. Cảm giác như là một siêu cấp anh hùng xuất hiện vậy. Thiên hạ rộng lớn, ta tận tình đi lấy đi. Dù sao thì có kinh động quái thú thì ở đây cũng không sợ nó. Thôi rồi. Quay. Thật ra điều thấp là một điều. Là một lối Mỹ Đức à. Ủa, kia hình như chính là cỏ sông Diệp Hỏa Diễm. Cho ngồi ngà ngủ ngồi đi nhà. Lấy được cỏ này thì dùng mà thật là thoải mái sùng sướng. Nhưng quái vật ở đây mạnh như vậy, có biết ta con mạng để chạy ra sầm lầm còn chứ. Tiếng vọng này như bố nhị đang gọi mình. Thôi kỳ lùng mỹ ở đó. Nó hình như sắp tỉnh rồi. Ôi người ác thế bố nhị. Ta nên cảm tạ ngươi hay là trách ngươi đây. Phía này không ngừng tiếng đánh nhậu truyền đến lại cả chiến rùa. Vì trước hình như có người ngã xuống đất này hỏng rồi. Hả? Còn may rồi, mãn cháu bị thương rồi. Quái vật ở nơi này, quỷ quái này nhiều thật đấy. Thần kinh mình hôm nay đều cứng lên rồi. Mặc dù nhìn nó rất đáng sợ, nhưng mình cũng đã tăng lên rồi. Mình nên... Ui vãi, mình nên bỏ chạy thôi. Tôi xong rồi, vô bán phòng hộ nhanh như tới đã dùng hết rồi. Rạng rạng chết tiệt, tạo thiếu gia ta đây đã bối cảnh lớn lắm đấy. Làm quen chút ngươi sẽ... xem chiều đàn lông kiếm. Ôi trở lại tới này đàn lông kiếm cũng ăn thua. Bộ tiêu giả bỏ giá cao đã mua đấy. Nhân lụy nhỏ bé nhảy nhép. Ôi má ơi, giảm sản phẩm nơi này người chết chất rồi. Từ quái nào trong miệng lội ra thêm một cái miệng nữa. Ôi ta lại cán được. Tao hậu ta đối đầu với đại xà hoàng. Nè, để ý phía sau người đi, cẩn thận. Còn thấy bổn thiếu đang đối đầu xà hoàng ư. Không chịu nổi nữa rồi. Người mồm yếu không có khí lực đầu quá. Giờ kiếm gãy rồi. Ồn quá bổn thiếu thử nghe đến phiền rồi. Tàu hậu, ngươi gào cái. Ôi, ta xong rồi. Ôi, ta cũng xong rồi. Ôi má ơi, ta còn gặp tâm, ta còn chưa gả cho ngươi. Nên đi xuống sinh, có muốn thử lôi kích không? Pháp bảo ngươi có hiểu không, cái đồ nhà quê. Phong thích hết lôi điện pháp bảo hấp tù lúc trước rồi. Tiếp theo phải làm gì đây? Chạy mau đi, còn rắn nhỏ. Ta đi sắp cắn hết rồi. Người quay đầu ta thù đào. Cô nói lần này coi như đánh xong rồi nhỉ. Bộ kỵ, cảm ơn huynh đã cứu em. Vừa rồi dọa chết em rồi đó. Ý, này, đừng có dám lên ta chứ. Ngần, mũi làm cái gì thế? Nam nữ tụ bất thần có biết không? Sợ gì chứ? Sau này bộ kỵ vừa nãy chính là đại ca của mũi. Của ta. Ê? Cái gì? Của ta. Cẩn thận, sao thế bố nhị? Ý là công kích hả giận của con rắn kia. Ôi máu đập xuống. Ôi em, người em tơ rồi. Úi. Bố nhị à, ngươi vô đến cứu kịp người đấy. Có thể làm thủ môn rồi đấy. Tâm trả thù của con rắn này cũng thật là. Ý, bố nhị. Ôi đáng sợ. Bố nhị à, ngươi không sao chứ? Ý, một kế hạ nhân thôi, chết thì đã sầu. Người cầm mồm. Người dám ngắt lời của... Người có biết tao hậu ta lại không? Được, vô kỵ đừng. Vô kỵ quỳnh có. Có sống Diệp họ Diễm ư? Đúng, vừa rồi ta hái được. Ngươi cần thì chờ người. Giờ quan trọng là bố nhị. Không sao, mua về cừu lan trùng tốt nhất cho cha hắn. Không ngờ tới dễ dàng lấy được về phủ như vậy.
Vô Kỵ, cậu đừng có lo, chút thương nhỏ này bố nhĩ ta nợ người. Một tuần trôi qua, A Chí nhờ đẩy Y Quang. À, lão phụ đã tận lực rồi. Y quan đẩy thúc A Chí dừng bước. À, tập 13. À, tại hạ đã tận lực rồi. Ai mà công tử, à, mặc dù cấu mệnh liệu thường của cậu thực sự rất tốt. Con răng quái này từng lực lợi hại, những nước bột nó nhổ ra lấy thành không trì nổi sầu. Ôi, phải có cách nào đó chứ. À, cái này quá thú cùng linh dược trồng mơ vụ trầm lăng, có như là cùng nhau tổn hại, đều tương sinh tương khắc. Nếu như có thể lấy được một lá sông diệp hóa diễm mày ra, thì trị được như vậy rất khó. À, lớp vừa còn chưa vô cập khó học mà xong mà. Ngày mai chính là ngày của bổn tiêu chủ đến dược tiền mồm đại hội. Ở bên ngoài không được hàng phủ mất mặt, các người có lòng tin là cô nương, hai cô nương. À, Vô Kỳ à, à đúng lúc em đang phải biểu, sáng ngày mai chúng ta xuất phát. À, hồng cô nương à, có diễm đâu rồi? Y Hoàng có thể nói là có thể chữa trị thường cho bố nhị. Cái gì? Muốn dùng cỏ sống diệp để trị thường cho hắn? Đúng rồi, đơn giản quá đi mất. Cô có ba can nhỉ? À, một can là đủ rồi. Cái hạ nhân như hắn sao hứng dùng dư? Vì cậu ta đã cứu mạng cô đấy. Hắn là gia đình nên vậy. Giờ ta chẳng qua cũng chỉ là thân phận hạ nhân. Vậy có gọi mặt đại ca, mặt đại ca là cái gì? Quỳnh đã cứu ta mà uống hộ trước thân phận. À, Quỳnh là quân tự đấy. Mà công tự à, thương của bố nhị chủ yếu là sầu lần trái với canh tị. Có thể bảo Y Hoàng chặt đi, sau này chúng tôi sẽ tiền đãi cả trợ cấp. Đồng đó ta làm chủ cho hắn 10 lượng kim tệ. Hiểu rồi. Cái đám quý tộc này thật ra chính là không coi hạ nhân như bố nhị là người. Vô Kỵ, quýnh hiểu rồi chứ? Tiểu thư, an đại tiểu thư, mùi có thể thêm nhiều bàn. Mùi gì? Nếu như cô cùng cô ta là mặt đại. Không, nếu cô còn nhớ tình ta từng cứu cô, vậy thì đưa một cộng cho ta đi. Ta còn phải cứu huynh đệ, chẳng phải một hạ nhân sao? Mùi chỉ là nữ huynh đã nói đến như vậy thì chào huynh. Các người nhìn gì? Giải tán về tu tập, sáng mai xuất phát. Hàng đã tạ hàng đệ tiểu thư. Hồi già đây máu sống lại rồi. Nè, các bạn vấy coi trường như vậy không? Hôm qua còn như chó chết đấy. À mà quỳnh à, ta đi còn tính chậm mà cho lấy chưa nghe. Qua đủ thần sen su. Hả? Người là người đọc sai lời kịch rồi đó. Đêm này ta mời người ăn mười lớn, sau đó thì nối theo đội của hàng ngừng. À được đấy, bây giờ tôi ăn được hết cả một con trâu đấy. Hay. Màu màu chắc sức đuổi kịp rồi. Đến bố nhị tờ thân nhẹ nhàng nến. Ôi ba con nương, hai con nương, chúng tôi đến rồi đây. Vô Kỵ. Gì đây? Wow, đây đều là đang đến dự tiệc môn đại hội ư? Nhiều thật đấy. Vô Kỵ à, quên nín kịp đấy. Mấy cái tình kia trong ngầu nhỉ? Bọn họ trực tiếp bày đến đại hội anh đúng chứ? Vô tri. Dự tiệc môn đại hội cách đây phải vạn lý, hung hiểm vạn phần. Các lưới lỗi phi thiền tọa kỵ bật quá thì thấy đi bộ đến mà thùy. Có điều đây cũng chỉ là chỗ phụ trường diễn thực lực của quý tộc, hiểu chưa hả đồ hạ nhân? Tâu hậu. Ai dọc y mắt của ta hơi mệt rồi. À ngân nhi à, mười tử à, chúng ta cưỡi trong ngựa đi. Tâu hậu à, ngươi. À tàu thứ quỳnh à, cho ta mượn, cho ngươi mượn ngựa của ta. Sao? Thì cũng đến bến tàu rồi. Sao cảm giác cái tên hậu này phách lối hơn cái lúc phun lôi vụ sầm lầm ta? Ừ, tên hòn gỗ chẳng qua nhà có chút thế lực thôi. Nhà ta không phải cái chút thế lực. Nói cho cô biết, quán trọ xung quanh chỗ lên thuyền đều là họ Tàu tài đấy. Sao nào và con đường gọi tiếng ca ca như thế nào? Nói cho cùng thì chẳng qua chó là cây quyền thôi. Thế giới này loài người như người không thiếu nhà. Hủng lấu người nói cái gì? Người chẳng qua là kế hạ nhân lại dám ô kích động rượu. Giáo dưỡng của quý tộc như người đầu, mắt mũi đã mất sạch rồi. Cái tên họ Mặc có giải quyết này. Ông đem với tim bậc thang xuống.
Thú vị quá, đúng là cây quyền thế mà. Thì đó là văn sư tỷ thích cây hạ nhân này ư? Khó trách cả ngày không thèm để ý tới ta. Thân phận người ta lúc trước cao hơn người rất nhiều đấy. Nói công chuyện sau này lại có phục đấy. Ta quên. Thế đừng có quá đáng. Khôi phục lại. Chấn qua chết nhanh nhanh hơn tôi. Trước mặt mọi người đây. À, thế mùi à. Ta cũng không hy vọng vì một hạ nhân mà khiến cho quan hệ mọi người cái chút vết rách đầu. Mùi mùi à. Chà chà. Bảo mùi. À, mùi bảo hắn xin lỗi ta. Chuyện này có như sống thế nào? Ta còn tự khí thế cuồng dã hà. Ở lối vụ sầm lần. Sao cứ như là chuồng trước thế? Mà vô kỵ xin lỗi tao thế quên đi. Hàng. À, xin lỗi. Xin lỗi đi mặt vô kỵ. Ngay cả sườn hồ cung đổi à? Được. Vậy thì theo hàng đi thì thường nói vậy. Ta chỉ là một giới hạ bục. Không biết cấp bậc lợi nghĩa nhà. Người biết là được rồi. Ta công tử à, thân là quý tộc có phải nên vì vừa ngã đứng với văn đại tiểu thư mà xin lỗi không? Được, vừa nãy chẳng qua nói đùa thôi, văn đại tiểu thư đừng có trách nhé. À, tiểu thư, nhớ là quần công và ta bà hất báo về cô đến dược tiên đại hội. Coi như cô đã dừng bước ở đây, chờ thuyền có phải là không cần nữa ta không? Đúng, có điều vừa nãy ta... Vậy được rồi. À, Quỳnh muốn đi đâu quay lại? Mặc vô kỳ ta tuyên bố từ giờ trở đi ta không còn là hạ bậc hàng già nữa. Các người đi đường dương hoàng của các người, ta đi đường cầu độc mộc của ta. Hai vị cô nương có duyên gặp lại. Này mặc đại ca. Đi đã mà đại ca, ta quyết định từ bỏ chức gia đình đây tiền đô này, sau này tôi xông pha quý huynh. Mặc tinh hà, mặc vô kỳ, trước người là thân đần, còn giữ lấy cái mạng chó. Giờ ngươi vên thế này lại cần gì bản công tử ra tay? Chờ nữ nù. Chú lên thuyền này còn nói nhiều thật đấy chứ. Đường đi vượt tiền mồn, đại hội đến cùng là bao nguy hiểm. Bài đó trực tiếp bay qua đó cho đề rạc rối. Có điều bây giờ chúng ta chẳng có vé, cũng có thể ngủ đường cái rồi. À bố nhị à, ngủ hoàng công. Hối hận, con chẳng phải là làm nó tại sao? Huống hồ mèo lại có đường mèo, chuột thì có đường chuột. Vô kỳ quỳnh à, xem đi, bên kia chính là lưu vải rải rác xung quanh bến tàu, cung cấp cho thuê đó. Được rồi, vậy chúng ta nghỉ ngơi thôi, ta mời người đi ăn cá biển. Quậy gì ngon quá, ngon quá. À đây bố gì tôi 20 năm nay ăn thịt còn không bằng nhiều mấy ngày này nữa. Nè, người ăn nhiều nhất ở hàng phủ đấy, sẽ không khổ chứ. Lão Lý, trâu thịt đã đến rồi. Lão tử để cả một ngày rồi. Mau nhìn, tên béo chết tiệt hôm nay đến trở rồi. Hàng hôm nay không tồi nhé. Chuyện gì vậy? Tên béo chết tiệt này có mắt nhìn thật đấy. Để các vị thần sĩ đợi lâu rồi. Từ hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu Hoàng Hoàng Giá Thiên Kiềm đây. Cô ta không chỉ biết võ thuật và vẻ mềm mại, mà còn là hậu vệ của hoàng thất Mạc Quốc khiến trai có được hưởng tận khuấy là thừa thấy. Hôm nay đúng dịp bán thường hội kỷ niệm tròn 8 năm, giá đặc biệt cho các vị khách cũ. Giá đặc biệt là 1.000 kim tệ bắt đầu. Tình bé chết tiệt này âm hiểm thật đấy. Có điều tôi ra giá 1.120. Tôi 1.200. Tất cả đừng đấu giá với ta 2.000. Đó, ghét bán người bán ngập. Mà bán người đúng là việc đã ác đang xấu hổ mà. À đúng rồi, ăn được đấy. Nè, ngươi định lâu mà uống mũi anh trước còn đây. À thì nóng quá mày. À tùy vậy, à vẫn có vận phương máu có thể thanh nhiệt. Ta tự tò gàng lại dám mua bán người. Nguy trấn ta đến dậy ngươi lầm người đi. Và cái kế lo chuyện báo đồng kìa. Có hai trời xem rồi. Kế nào mà còn có mắt dám phá. Ông đi hả? Lên phế nó cho ta. Ông đi muốn đập nát cốt xương của ngươi. Để cho ta trước. Ta muốn nghiền hắn thành thịt dũng. Ân một cái thái sườn chuẩn của ta đi.
À, đại hiệp cẩn thận, tên là Triệu Băng Đậu muốn chết thôi nè, đã ghét bất ổn rồi, liền nổ trứ cà bắn. Ngươi bắt được nó của ta từ lúc nào? À, sorry, quên không nhắc ngươi. Ôi, ôi cha, Nguyên mổ đã ta ân công. Nguyên đại hiệp khách khí rồi, là cậu hành hiệp trường nghĩa mà quốc kỳ bái phục. Trên đường gặp chuyện bất bình, hô một tiếng, lúc nên ra tay thì ra tay thôi. Đại trưởng phụ chính là như thế. Con đường mau về đi. Đó ta hai vị ân công, tiểu nữ không ấy gì bảo đáp được. Con đường quá lời rồi, chứ này đừng để lại bị người khác dòm ngó bắt đi. À, ngươi là mà tiêu chủ. Mà tiêu chủ à? Hả? Không ngờ tôi còn có thể gặp được người mặt già, con có thể nhìn thấy được thiếu chủ ngài. Ây, được cái nhiều thế chứ, con đường à, nam nữ tôi tu bất tận, đừng có ôm chặt như vậy chứ. Tiêu chủ à, người không nhớ em đúng không? Cũng đúng, theo bố phận tông tộc em thì chỉ là Mạc Chì, em tên là Mạc Hương Đồng. Khả năng ngoài ngài ra thì chính là người duy nhất của Mạc gia. Chúng ta là họ hàng luôn. Vậy người Mạc gia khác của bác tần quận chủ quốc đi đâu rồi? Sợ là cả nhà bất tần Mạc gia đều sống rồi. Năm ấy con trai của lão quận vừa cũng chính là phụ tần của ngài, tiến hành nghị cả chuyện kế từ vương vị công thuận. Nào đâu, ông ấy chân trước mới đi thì đại lý vương bác tần quốc đã bị người của cửu già lấy đi rồi. Lúc ấy thì trường lạc Mạc gia đã hy vọng ân nhẫn tránh họa nghiêm cấm người của Mạc gia ra ngoài gây sự. Em lại không chịu được sự giày vò bó đó, ý vào sùng ái của trường bối mà trộm ra thành đi săn kết quả. Kết quả biết được người Mạc gia trong thành toàn bộ đã bị lấy tôi phản nghịch, giết hết rồi. Chỉ còn lại một mình em trốn thoát, cuối cùng thì bị em chịu khổ rồi. Em yên tâm đi, nếu như ngày sau ta có đủ sức mạnh thì phải báo thù cho Mạc gia. Tiểu chủ, mình có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của nguyên chủ cơ thể này. Nửa này nhất định phải giúp cậu ta lấy máu chống trả. À phải rồi, còn có kinh lệnh bồi tỷ tỷ, nhà tỷ ấy vì cứu em cũng đã diệt mồm thừa thảm rồi. Tiểu chủ à, chúng ta chạy thôi. Cây con đường chắc chắn ở trên xe. Mau về cứu địa, gọi người đến đánh lại. Chuyện này chưa xong đâu, ông đây luôn có tù thì phải. Có tù thì phải báo. Đúng, ta tán thành câu này. Hả? Vậy nên ngươi dám động đến người của Mạc gia ta thì chuẩn bị tốt hậu sự đi. Ui, sao ngươi đủ ý tới rồi? Mà nó chết đi, ta cũng có ác chủ bài chưa ra, ta liều mạng với ngươi. Ôi kìm tỷ tỷ hả, tỷ không sao chứ? Hương Đồng tỷ tỷ lo cho Mùi Lâm đấy. Tiếp theo phải làm gì đây? Ta vẫn muốn tử lên thuyền đi được tiền môn đại hội, nhưng lại không có vé. Nhưng mà hai người các mùi tuyệt đối không thể lại rơi vào tỷ chờ nữa. Thôi vậy, ta cứ đem hai mùi. Nè, khó gì nghe mùi thập tam nương, cô ta vừa hay muốn đi thừa ông phụ quốc. Theo như bọn họ thì chắc chắn không thành vấn đề, mà chuyện lên thuyền của các người đã ta lo. Nguyên huynh à, nếu vậy thì ngại quá. Chí khí hợp nhau là duyên phận, nếu có việc người muốn nhờ người giúp thì ta cũng sẽ không khách khí. Tụi này chúng ta sẽ không say không về. Bạn bè nhất sinh cùng tiếng, năm tháng ấy cùng đầu. Ây da, một câu nói, một cuộc đời, nhất sinh tình một ly rượu. Bài hay, thập tam mùi à, ta nghe thật là sảng khoái. Bài hay lắm, vừa nghe lại vừa uống vừa hợp, một hớp. Nhất sinh tình một ly rượu, vô kỳ là một ly đi nào. Bài hát bây giờ trước giờ mình chưa từng nghe thấy, lại có cảm giác phù hết, thành tâm thành ý hay quá. Nhưng cũng y như cái tên ngươi đổi vậy, Ma Quốc Kỳ à, ngươi cơ hồ thật cộng còn hướng về vương vị quý tộc nữa rồi. Chúng ta đã là người của hai thế giới thật rồi. Ta nghe sớt sẽ tặng ngươi một đường phú quý đi. Đối với người, đối với ta, đây là một ác ủy. Mỗi nhìn kìa có một hoàng đảo trôi đến đây. Đảo sau, cúi đầu tháo xuống ta xem nào. À không phải, nếu như tôi không nhớ lầm thì đây chắc là tàu vượt biển. Ui hùng quỷ quá, ngồi cái thuyền này đến được tiền mộn đại hội chắc chắn ổn rồi.
Hoài tôi đi tiền bá cháy. Ngồi cái thứ này đi dược tiền môn đại hội chắc chắn là vàng vô nhất thất. Nhị ta nhất định phải tìm được em. Đều quay vào, mọi người quay vào hết đi. Nói người đấy không nghe thấy gì sao? Chúng tôi đã ngắm phong cảnh chút rồi bà. Thuyền này không phải là du thuyền đâu. Quay vào đi. Người cho là trên thuyền này rất an toàn chắc. Nói cho người biết. Hả? Cái gì đang đến kìa? Mau nhìn. Hả? Ôi kẻ điên đâu là dám bày thế này? Mọi ngu ngốc ăn xít đi. Ôi mau quay lại. Thế này người sẽ bốn tòa gặp pháp khí phi hành mà thật. Các người ngồi thuyền chạm với con rùa. Đồ người ta mà nổi thì lên cấm không. Cô biển vô tận này là trò cười. Hả? Ôi thì ngu ngốc đi hại chết chúng ta rồi. Bị sét đánh trúng rồi. Mọi người cẩn thận, kinh động mới lùi ngạt sáu chân rồi. Chúng ta sắp đến rồi, chú ý mắt biển. Ôi trong biển có cá sấu kìa. Mà đúng là xui xẻo, thuyền mới chỉ đi đến một giờ mà. Mọi nhìn mặt biển. Mặt biển có lốc xoáy rồi, mọi người cẩn thận. Ôi má ơi, lối ngạt sáu chân đến thật rồi. Ôi tôi thấy là cá sấu sáu chân đi. Đồ ngu, ai còn quan tâm cái này nữa. Ôi. Ôi rồi cháy. Đều là nghiệt súc ăn tiết ký của ta. Chạy mau đi, thuyền này bị cá sấu chiếm lĩnh rồi. Chị đi đâu chứ, nhảy xuống biển đi. Ôi ngươi đây kìa, súc sinh mày lại dám thương bạn ta. Tô hơn mày, ta cũng đã đánh đủ được rồi đấy. Xem đâu. Ui, xét đánh, vô kỳ đây ca. Cảm giác điện giật này. Vũ kỹ. Ây da, điện giật đá ghiền lắm. Cảm giác đối với mạch thứ hai cũng đã thông rồi. Sau đó là tốn tinh chiến thôi. Cả người ta lại đang bốc cháy. Nên đi, công tổn thương lẫn nhau đi. Vô kỳ ca mi giấc thì ca hương phấn. Ca sấu cố lên. Màu giao quân ấy đi. Ồ, con đưa mới à. Đến nữa đi. Có chút thú vị đây. Tên này đánh sàng khoái đây nhỉ. Đến đi, đánh tiếp đi. Hôm nay phải đánh cho đá ghiền. Ồ. Tên này là khiến hành trình của ta không có vị nữa rồi. Chắc nên ban thưởng nhỉ. Mà thưởng cho hắn một viên đan dược đi. Rõ. Ai. Mà chết mình mất cuối cùng cũng xong rồi. Vô kỳ huynh ghê thật đấy. Vừa nãy người đúng là như chiến thần ân tập thở vậy. À cái người chưa cười rồi. Giờ ta mới không chịu nói rồi đây. À vị thiếu hiệp đây. Cậu chiến đấu với lôi ngạc quá lâu, bị thương quá nhiều, cái này cho cậu nè. Ngài là đã tờ tiền sự đã ban tặng. Dám hỏi quý danh đại tính. Không cần hủy, có duyên sẽ gặp lại. Ui mà nó, cái thứ này là gì vậy? Đây là tiền đàn đó. Vô kỳ à, ngươi được món hời rồi. À bầm thủy chủ đã xong việc rồi. Chỉ là có lời gì thì cậu nói. Thiếu chủ xem trọng tâm tính cất cõi của tên kia sao? Hay là mời có ta ấy gia nhập môn ta? À, đáng tiếc. Mặc dù người kia cái chút liều hết không lùi tiến lên phía trước, nhưng không bằng mà hợp bản nguyện từ trần. Nhưng ta có hộ không cảm nhận được ba động linh lực của cậu ta. Cậu ta chỉ là một phàm nhân mà thôi. Tập 16. Lúc này buông tay thì phải buông tay. Sướng nhà Vô Kỳ à. Cảm giác ta là cao cấp từng lợi hại. Là cái gì thế này? Tiền đàn nghe nói chính là thuốc do tiền nhân dùng. Nó là linh dược mà tiền nhân cho linh khí vào trồng thì mới có thể luyện chế thành. Nếu mà mượn trợ lý giúp
cô dẫn lên trận phục dụng tiền đàn này. Nên này sao huynh lại một phát nuốt luôn rồi? Ê, vô kỳ huynh đúng là kẻ ăn tàn phá hoại mà. Thấy ăn ngon nên có thể nhìn được ra mà. Huynh nuốt phát luôn. Có chút giống sô-cô-la, ăn hai hạt dừa sau bữa ăn. Ý, toàn thân nóng chỉ lên rồi. Thường tế của mình tôi sự khuất phục rồi. Ôi dạ dạ dạ, cảm giác thân thể tràn đầy năng lượng của dược lực này còn có rất nhiều lượng không hấp thụ được đang sao động. Vô kỵ, vô kỵ huynh, ngủ cảm giác nhẹ bé hơn trước rồi, có người đỡ nè. Mà công tử, tỷ nữ bên cạnh Hà Ngận cố tiểu thư với, xảy ra chuyện gì vậy? Mà công tử à, con xin người cứu hàng tiểu thư đại sau khi tao hậu cùng với tiểu thư lên thuyền thì lộ ra nguyên hình là muốn bị thi bảo tiểu thư. Tiểu thư ta chết cũng không theo, thế mà tàu hậu lại đồng ý nghĩ giết tiểu thư, ô về sắp gần không nổi nữa rồi. Dư kỵ, cơ quân đã rời khỏi hàng phủ rồi, vốn nước độc này không có lời cũng được. Vô kỵ à, quyết định đi. Nó còn lý hai chúng ta thực sự đã rời khỏi hàng phủ, nhưng hàng lão đã cứu ta một lần, ơn có mạng một lần trả lại bộ nhì à, chúng ta đi. Tính cả ta nữa, được thôi, lại giúp lão đông gia một lần vậy. Úi, tào hậu, cái thứ mặt người già thú người, ai nhà chúng ta lại thế vào đấy? Trừ cái tiền lớn này thì con có thế vào gì nữa chứ, chỉ có lợi ích thôi. Lên tảo, lên dược, hàng lá quần công chuẩn bị cho cô. Chút nữa ta sẽ vui lòng nhận nha. đừng có qua đây. Hà Ngân à, ngươi cũng là bảo vật, đó nhà bốn công tử cũng có hứng thú đấy. Tào hậu à, bắt cô ta lại rồi thì bốn công tử hứng dụng trí đi, bọn con thích nhất là ăn được mạng đầu. Tiểu nữ tử, có muốn may mắn thoát được, trừ phi con lấy được mạng đầu của ta. Anh tiểu thư của con sao chứ? Ập đến bố nhị ta tôi. Nhưng bố nhị à, tôi thấy chuyện bất bình sống đến tương trở. À, dưới tài tiền bằng nhọc mày lại dám. Ê, à, sao sau cửa này có tên quỷ nào chết vậy nè? Nà ní hả? Tình do họ phi tiên chết rồi, gia tộc mình tối rồi. Lãn giết phi tỷ công tử là hắn, chặt hắn. Đúng là số nhỏ mà. Hả? Ông giữ khí thế vô kỳ à, có với việc chết nhị tránh ra. Úi da, úi thần binh của ta, úi sao thế, đã gãy rồi. Vô kỳ đại ca, quả nhiên là vô kỳ vẫn nhớ đến mình. Mình là đệ tử của hàng gia phụ đấy. Mà vô kỳ à, ngươi đừng có mạnh động, giờ thì Hà Ngân đang ở trong tay của ta. Mà đại ca, cứu mùi muốn cứu của ta thì ta đã ở trong tay của ngươi ra. Ôi không, ta đủ ý rồi. Muốn cứu thì cô ta thì ngươi tự sát đi, thế ta mới suy xét thả cô ta. Vậy thì tỷ người, chút nữa ta lại giết người sao? Hả? Ta đến giúp đỡ người, muốn ta tự sát đổ người bị uống nước ư? À, anh nói cũng đúng nhở. Vậy thì ngươi cất đào đi. Đàn ông chân chính dùng nắm đấm được rất hợp ý ta. Mặc dù kỳ ta bái phục người, đàn ông là phải dùng nắm đấm để nói chuyện. Có điều ta chưa có đáp ứng đến solo với người, đập nát hắn. Vừa hái dược liệu ắt lại không biết dùng vào đâu. Cái gì, ta thấy người sắp chết rồi mà còn cứng. Ồ, ây da, giờ ta còn đáng sợ hơn cả bảo đầu đấy. À, vô kỳ đại ca, huynh đấy có mùi ư? Mùi biết huynh là còn nhớ đến hang phố bọn ta, vẫn còn nhớ đến mùi mà. Hàng tiểu thư không sao là tục rồi, bằng con đường đâu. À, tỷ ấy không thích đi ta, thích ta đi cùng với ta hậu, tức giận đi mất rồi. Để ra cái cô không sao là được rồi, cáo từ. Hả? Vô kỳ đại ca, huynh muốn đi đâu? Mà đại ca, nếu quý không ngại có thể dắt theo Hà Ngân không? Như nay muội thực lực lại không đủ, lại một thân một mình, thực sự Hà con nương tới đầu hiểm ác, tao hậu cũng chưa tắt thở.
còn đi tối. Ta cũng không phải là phần thần, bản thân còn khó bảo toàn giúp cô lần này là để trả lại ân tình của lão quận công. Hoặc là cô có thể trở về làm đại tiểu thư, hoặc là xử lý luôn cho xong kế thù trước mắt đi. Hai con đường tạm biệt. Và đây cuối cùng cũng gặp bến rồi. Cảm giác hạ chân xuống là thiên sướng thực. Giờ tiền mồm đại hội ta đến đây. À phải rồi, tiếp theo nguyên nhân Quỳnh có sắp xuất gì không? Cùng đến đại hội của anh ta chứ? À đúng là có đấy. Mặc dù ta không có linh can, nhưng mà vẫn muốn dựa vào thần võ ngựa đánh ra thành tựu. Vậy thì chúc Nguyên Quỳnh mà đáo thành công. Vốn mình đến đây đã để tìm Yên Nhi. Quỳnh đệ tốt có tiền đồ, mỗi người một phường. Ngươi trọng tình ta cộng nghĩa, rồi sẽ gặp lại thôi. Quan phi sau này gặp lại. À, trong lòng vẫn khó chịu quá. Sau đây đã giờ trôi qua rồi, 2 giờ rồi vẫn không tìm thấy khách điếm có phòng trống. Ai da buồn quá đi. Hả? Ngộ cảm của mình, nhạy bén của mình là phát hiện ra cái gì đây? Mau nhìn kìa bố nhị, có niềm vui bất ngờ. Nhìn thấy phi nhiêu đấy. Ôi cái này, ta nói là nhìn thấy phòng trống. À lão bán đập phòng, lão bán đập phòng. Mày đã ghé cầm cái đũa dây à? Đến trước thì vào trước. Vậy nên ngại quá, phòng này 4 tiếng tự lấy rồi. Ngon. Đã ghé bị dành trước một bước rồi. Mày nữa à? Có thể tìm thêm lần nữa không? Chúng ta có tiền. À từ ngày quá kết quan 4 tiệm chỉ có một vòng trống thôi à? Hơn nữa đã thu qua 4 tòa rồi. Các người mau rời. Xin ngài thanh toán 2 vạn tiền vàng và người dùng ngân phiếu thanh toán. Hả? Cái gì? Người giặc chém mà cũng dám chém lên đầu bắn tiên sâu. À thật ngại quá, đại hội tiền mồm sắp bắt đầu rồi, nên giá cả so với bình thường lại cao gấp 10 lần. À cái kia có thể cho ta nợ không? Còn ơn, ngài ta biết đùa đấy, đấy chính là Trường Lạc, người thừa nổi một căn phòng nhiều lắm nha. Ngài nếu như không có tiền hay là đi nên tìm phòng trò nhà khác đi. Nói cho ta ông chủ các người lại, ta là người của Thẩm gia. Ông chủ của chúng tôi đi vắng rồi. Tiểu tử à, tiểu nữ tử này chỉ nhận tiền chứ không nhận người. Ai do vô kỳ à, chúng ta hình như còn cơ hội rồi. Mỹ nữ à, vị cô nương này, nếu như không có tiền thì ai thanh toán? Thì phòng này thuộc về người đó thế nào, không vấn đề gì chứ? À không vấn đề gì, không vấn đề gì. Phòng tháp tử số 2 này chính là thuộc về khách quan rồi. Bộ tiền tử, anh hùng xa cờ tắc thở. Hạt điểm này không ở thì thôi. Mỹ nhân từ từ nhé. Cuối cùng cũng vào được nhà trọ rồi. Bỏ vậy chúng ta ra ngoài đi dạo thế nào? Yên Nhi bị 2 kẻ tù bắt đi rồi, bộ họ chắc có lẽ sẽ đến tham gia đại hội Yên Tiên. Cái đầu heo này sao ngủ nhanh quá gì trời, đành phải tự mình ra ngoài đi dạo thôi. Nơi này đúng là phồn hoa tu sĩ nhiều, có lẽ sẽ nghe được ngóng được tin tức của Yên Nhi. Hơn nữa tu vi của ta cũng có thể thăng hoa đi. Đúng là thật mong đợi nha. Tới cuối cơ tiệm này thật khiến người ta phải ngước mà nhìn. Wow, đàn dừa bảo vật lấy thật là nhiều. Nhìn thấy đã khiến ta không bình tĩnh nữa rồi. Nhưng mà công hiệu của đàn dược này giống với nước trì thường cổ mệnh, đem làm bảo vật quý trọng bán tại quầy hàng. Xem ra ta cũng là tạo phúc cho dân rồi. Vị khách quan này ngài đang tìm đàn dược ấy là tâm pháp luyện công. Ta muốn xem thử công pháp tu luyện. Ông chủ giới thiệu một chút đi.